Đầu tiên anh đăng nhập vô mạng này. Để anh bấm tên đăng nhập cho mật khẩu. Sau khi vào trong đây, đây là cái phần mình muốn mà viết bài cho nó, mình vào vào bài viết này, viết bài mới. Cái này là tên bài viết mà mình đánh ở đây, ví dụ bài viết ABC, và cái này là nội dung bài viết. Nội dung bài viết là gì đó, mình có thể đánh chỗ này. Cái này danh mục mình muốn viết bài này cho danh mục nào thì mình tạo danh mục đó, như bảng giá đi. Bảng giá kế toán tháng 10 chẳng hạn, báo cáo thuế mình ví dụ là báo cáo thuế, còn nhiều lắm có thể ghi nội dung vô. Ở đây là anh đại diện cho bài diễn đó. Mình lên bàn, mình kiếm hình để mình up lên. Vô báo cáo thuế đi. Mình thích hình đã, bỏ qua hình lọc nhé. Vô hình này đi. Mình lưu tấm đi về, bọc chuột này vô đây. Chọn vào lưu, hình ảnh dưới dạng. Mình lưu ở đỉnh lớp. Chỗ này là anh đại diện này, không phải tập tin chọn lấy cái thông tin mới này xâm vô đây lên chờ nữa nó xong hết bấm đặt anh đại diện đây sẽ hiện ra các bạn. Nếu mà muốn sale bài viết đó thì đây có phần là đầu sale này, sale cho nó lên hàng Google cho nó tốt. Đầu tiên mình phải đi cái tiêu đề gán vào cái từ khóa chính này, đã từ khóa cần tìm là khi người ta tìm cái từ này sẽ ra được cái tên mình, phải hay là cái này mình cũng gán vô. Thứ ba là cái mô tả đây, gán vô, gán mấy vị trí đó trước. Sau đó mình ở đây là mình đánh thêm cho cái ống này nó chuyển có màu xanh, thì chỗ này giờ nên đánh là kế toán dự như là kế này đã xuất hiện ra rồi, xuất hiện như là kế toán tổng hợp. Bây giờ lại đưa cái gì cho đó, khi ra Google được xuất hiện thì là rồi, cái này là cái bài kia thì giờ thấy cái ví dụ vậy. Đó, ví dụ vậy. Sao cho cái ống này nó chuyển qua màu xanh là được. Ống này chuyển màu xanh. Sau khi mình làm hết thao tác rồi, nội dung này mình có thể là qua một cái trang nào đó đó, mình copy qua cũng được, ví dụ vậy chẳng hạn. Copy qua vậy đó. Không. Nhớ là khi mà copy qua, nếu mình copy qua thì mình nhớ là xóa địa chỉ, xóa link thì xóa này, đúng rồi. Hiện tại nó có cái link đây nè, không? Đấy. Mình bấm vào cho nè, mình bấm xóa lên, nó xóa lên đó đi, nó sẽ không lấy link của người khác qua web của mình. Rồi sau đó mình bấm nút tăng. Đây là mình đưa vô bảng giá ha. Mình ra ngoài đây mình kiếm cái bài là bảng giá đó, mình xem cái bài viết mình vừa mới viết. Đây, báo cáo nhé, em mời tấm ảnh đây, chữ tên tên đây. Khi người ta bấm vô cái này người ta sẽ thấy cái nội dung mà mình viết á. Đó là vậy. Thì mình viết mình chọn danh mục nào thì danh mục nó xuất hiện ha. Đó thì đơn giản nè.
Đó. Sau khi mình viết xong đó, thì cái bài viết nó sẽ được nằm trong là tất cả bài viết. Đó. Vô trong đây thì nó cho phép mình xóa thì bấm phần nát đây, phần nát này, sửa thì bấm chỉnh sửa, xóa bấm phần nát, sửa bấm chỉnh sửa, xóa này, bấm phần nát này, xóa. Ví dụ bài mình vừa viết này, mình muốn để nó xóa đi. Rồi, mình qua bảng giá mình bấm lại. Thấy cái bài mất rồi. Còn muốn sửa thì bấm này, chỉnh sửa này. Muốn sửa bài nào thì đi chụp cái bài đó bấm chỉnh sửa. Bài này là bài của em viết này. Đây, đây có mấy cái link này. Đây mình có thể qua bài mình muốn xóa. Mình muốn thì mình vô mình xóa nó đi. Nó lên hết này, nó còn cho nó sáng nữa đây. Kế tiếp là cái ảnh đại diện này, ảnh đại diện ở tấm bìa này nè. Đây là do mình chưa có thải lên nên chỗ này nó không có ảnh bìa, mình cho nó vô một tính tức kế toán đúng không? Mặc dù một tính tức kế toán đây. Đây, không. Và chưa có ảnh bìa. Tại đây do mình chưa up lên nên chưa có ảnh bìa. Và phần thứ ba nữa là mình ở đây là mình thêm từ khóa một thả cho nó để cho sau này sale bài này nó lên thì có phần sale chỗ này. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ làm cái phần này để cho nó tối ưu sử dụng lại ở đâu cập nhật. Và cái đó là thêm sót sữa. Thêm sót sữa bài viết. Ở đây là chuyên mục, hiện tại chuyên mục mình có sẵn ra không? Mình muốn mà thêm chuyên mục nữa, phía dưới đây có chữ là chuyên mục rồi. Mình ví dụ mình đến đây chuyên mục ABC đi, không thêm. Rồi sau khi mình giao giúp bài thì mình thấy sẽ xuất hiện một cái chuyên mục ABC. Mình vừa phải thêm đây, đó là cái thêm chuyên mục. Sửa xóa chuyên mục thì bấm lại chuyên mục. Sửa bấm chỉnh sửa thì bấm sửa. Sửa xóa thì một khi mà qua đây cái là nó mất rồi. Cái đó là muốn thêm sót sẻ cái dịch vụ đây nào. Cái tiếp là vào hoàng trang. Ở hoàng trang thì trang châu đây cho mình sửa là trang giới thiệu và trang liên hệ. Đây là trang giới thiệu với trang liên hệ. Mình muốn sửa trang này thì bấm vô chỉnh sửa trang đó. Rồi, chờ nó lót xong mình sẽ xuất hiện cái nội dung chỉnh sửa cho mình đây. Và mình sửa theo ý mình xong rồi cập nhật lại. Mấy cái đặc biệt này đừng có xóa nha, mình xóa đúng với nội dung của mình sửa này. Trang giới thiệu cũng vậy. Còn mấy cái này nó nằm ở trong phần bài dưới rồi, bốn cái này. Thì là nó menu trên đây là HTML. Rồi, kế tiếp muốn sửa cái lời giới thiệu này mà ở trên trang chủ á, mình đưa chuột ở chỗ này, mình chọn là được dưới đây. Chờ nó chưa giao diện trang chủ cái đây nó cho mình sửa tên thôi. Còn mấy cái này là dịch vụ khi mình viết bài thì động nó show ra, không có cần sửa. Này cũng vậy, mình sửa được cái này, sửa tên này thì bấm cho nó ok, bấm nó lên nó sẽ hiện ra nội dung nữa không. Mình hợp lý và hợp thế là luôn rồi. Sửa cái này cũng vậy, bấm chỗ này cái sửa nó lên để xác hiện ra cái nội dung của chỗ này. Sau đó không ra hợp lý, hợp thế là luôn rồi. Mấy cái này cũng vậy, nó là nội dung. Đây là tấm hình của mình, mình bấm vô lên. Sau tấm hình cũ này thì tấm hình mới lên. Và cái này là không sửa được. Cái này là phải sửa tốt mới sửa được. Cái trực tuyến này nó không sửa. Sửa xong á, bấm nút X, bấm nha.
Ở trên đây là có một cái tấm hình chạy này. Mà như mình nói là mình giờ là vaccinator edit và hình chạy đây. Đó, hiện tại ở đây là hình chạy là thấy bị xóa rồi. Không, mình vừa muốn thêm mình mới thì có thể xin lại nè. Đây là không có lúc nào là bấm điện bay à. Mình có thể lấy lại, mình có thể kiếm cái tấm nào đó mình up lên để cho nó là có tấm hình chạy để do mình xin lại đó. Đó là nên nó sẽ bị mất. Ví dụ hai tấm này, tấm này kích thước nhỏ quá nên nó sẽ bị bị chạy ảnh. Tấm này, hay là muốn tải ra thì có thể là tin đây. Cái này là ảnh ở trong thư viện. Sau khi mình up thì ảnh sẽ được nằm vô đây. Đó, còn muốn tải lên đây có chữ tải trong tin không? Làm lên chết hai tấm là không? Là quan trọng. Là nó sẽ lấy hai cái tấm này. Nhớ là kích thước tấm ảnh của mình là nó là 1349 x 6 x 426. Thì mình thiết kế cho cái khu này khi nó lên thì nó sẽ thở bị cắt cho mình. Sau đó mình bấm lên ngoài mình xem. Mình thấy chỗ này nó sẽ hiện hại cho mình. Thấy không? Đó là tên mà chỗ này. Autolay cái này là xét thời gian chạy đang xét là 8.000 giây, nếu mình muốn nó chạy nhanh hơn thì mình xuống còn 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 á. Vì nó sẽ xuống số càng nhỏ thì nó chạy càng nhanh. Dạ, nó bấm lưu lại là sao? Mình dậy cái tầm hình chạy đây. Rồi còn cái tiếp, đây là cái logo. Logo để anh chị theo ý anh, chị sẽ theo ý mình sẽ bấm vô tùy biến này mình sửa lại. Rồi. Sau khi mình bấm vô là mình chọn cái là header trên đây. Mình bấm vô phần logo. Nó sẽ xuất hiện ra logo cho mình. Ở đây trên đây có cái biểu tượng này. Đây là cái tấm hình dưới đây. HTML1 chính là cái dòng chữ này. Hiện tại là HTML2 là cái dòng này dưới đây, và email là HTML3 là cái dưới đây, là dòng cái dòng hát mình bấm nút xanh đây mình lưu lại là mình có cái ít mình tắt ra. Đó là sửa phần đó. Kế tiếp là sửa dưới chân trang là bên này. Để sửa nó thì mình đăng nhập vào quản trị. Mình đưa vô giao diện và chọn là quay ghép. Rồi mình mở cái cơm hộp ra, hay là có 4 cái này từ 4 cái bên ngoài. Mở thông tin liên hệ ra, hay là có thông tin liên hệ sửa lưu lại. Cái này chưa một ngày mặc định rồi, mình phải sửa. Chính sách này là sửa xong. Sửa tại chính sách này. Đây là cái link Facebook của mình. Cái này là cái link còn bên đây, dãy bên đây thì mình sẽ chọn là phone green thoại luôn. Chú ý là số này nó kết hợp 3 nút này lại với nhau, nút gọi, nút tin nhắn và nút Zalo. Ở này là cái link của Facebook, mình chính là cái nút của Facebook này. Để trong đó có nút xeo đây luôn. Và một điều đặc biệt là trên menu này là nó đang dạy lại không, nó đang có những cái này thôi. Ví dụ mình muốn mà thêm một cái gì đó vào menu á thì đầu tiên mình phải vào giao diện là menu này. Đây là cái menu mình, cũng là những cái menu trên đây.
là đứng ngoài thì là nó là menu chính là đứng ngoài, không vô một ô này là chính là menu con. Ví dụ như dịch vụ kế toán thì nó dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế bảo hiểm nhân sự thì đây cũng là dịch vụ kế toán. Mấy cái này thì muốn lấy nó ra thì nó sẽ nằm trong chuyên mục là trong cái phần trang này. Ví dụ trong phần trang thì mình thấy là trong đó thì có trang giới thiệu nhân sự liên hệ là trang này, trang này với trang này rồi trong chuyên mục đây đây. Nếu mình lấy muốn lấy một chuyên mục trong chuyên mục thì mình lấy vô đây mình lấy. Không, ví dụ như mình chọn lại bảng giá thì chấm vào bảng giá muốn tạo chuyên mục thì dưới đây các cái chuyên mục khi mình tạo thì trong đây được thêm vô để cho mình lấy các bảng giá, ví dụ bảng giá này đi và kéo cái bảng giá này một vô một bộ bảng giá thì tại làm nó hiểu là công bảng giá có một cái bảng giá nhỏ và cái bảng giá này mình kéo cho xịt vô dưới cái bảo hiểm này thì nó nghĩ là bảng giá này là con của dịch vụ kế toán đang dạy vậy tại đó là như vậy. Mình lót vào bên đây thấy trong cái dịch vụ kế toán có thêm cái bảng giá đó là thêm một cái mục cái hình luôn mình muốn mục chính ở ngoài những thầy bên ngoài luôn á thì mình sẽ có tục vô một ô còn mình muốn con là tục vô một ô còn muốn xóa nó thì mình dùng nó hệ thống xóa bỏ đó là bấm luôn rồi là tự động ở đây nó mất phải là trang chủ hãy lại trang để xem là thấy nó mất là không phần bộ website thì sẽ như vậy thôi.